đi mơ vào lòng à, nhà mình đi uống cà phê đôi dép nha các bạn. Đây quay cho các bạn xem cà phê đôi dép. Giờ mình vào nha. Đôi dép không thể thiếu nhau. Nó là con gái và con hai. Hả? Nó là con gái. Nó là con gái hả? Dạ, thì đi nó là mặt tâm kìa. À, nó mặt tâm, thì ra là nó là con gái nha. Đây là một con robot đi giao cà phê nha. Nó là robot. Còn màu vàng là bao nhiêu em? Màu vàng, chanh dây là 33. Ok, chanh dây với lại này là 33. Còn cái chocolate màu mờ là 39. Dạ, yeah. Ok. Đôi dép không thể thiếu nhau. Cà ô lông vị. Diều ơi, Diều, em thấy chị cũng mê tôi có một bàn hả? Tỉnh lại chưa? Cái này đâu phải là hồ bơi đâu mà bơi. Thank you.
đi lên lầu. Ủa nhà mình ở đâu Audrey? Nhà mình ngồi ở đâu vậy? Nhà mình ở đây. À đằng kia hả? À rồi, để bác Hai quê lên một vòng nha. À ở đây không có robot phải không? Ở dưới mới có robot đi bưng cà phê đúng không? Hai robot á. À ở dưới là hai robot, còn đây không có đúng không? Đây quầy pha chế của đội dép đây. Xin chào. Đây là những vật phẩm trưng bày của đôi dép. Súng tiểu, ấm chén, thịt cua. Rồi đây là cái đồ đựng trà nè. Con dở cho coi. À, đó là máy súng tiểu ha. Đúng rồi. Đây là đôi dép, người ta trưng bày những cái sản phẩm trà và cà phê. Long. Ở trong đây cà phê á. À, đó là cà phê đó. Những cái bịch này là những bịch cà phê nè. À, đó là những bịch cà phê đó. Nha. Những cái sản phẩm trà và cà phê rất là nhiều. Những cái ly. Sản phẩm đồ dép. Cái này là trong cà phê. À, phin cà phê. Đây nè, những cái sản phẩm của đôi dép rất là nhiều. Ở đây nằm xuống hơn. Ồ, đây nằm xuống hơn hả? À, những cái sản phẩm của đôi dép, những cuốn sách đôi dép. Rồi đây là những lon trà ô long. Ô long nhất vị. Đây những cái hộp trà cao cấp của ô long. À, đây là cà phê đôi dép, phin cà phê. À, đâu cái ly đâu? À, cái ly này à, cái ly này, này cái ly khổng lồ luôn. Cái ly này con uống hết một ly nước này không? Không, bể bụng luôn phải không? Sao không nổi hết được đúng không? Được rồi. Đó là những cái bịch cà phê. Thôi mình ra bàn của mình đi. Hỏi là Uri uống hết ly nước này không? Nó không có con thể con uống hết nó bể bụng con á. Mấy ly lại đây, bao mấy ly nè con. Ở đây.
ngồi đàng hoàng đi. Đây thức uống của mình tới. Đây, Yến ở đây. Đó, cà phê. Súp tố dừa. Đó gì đó. Matcha đá xay. Cà phê luôn. Ờ. Ở đây là có mấy ly trà nóng nè. Thôi uống ly trà nóng đi đó. Mà xin thế. À, bánh bô ri hả? Có bổ không? Có bổ vậy. Ồ, ngon. Đây là ly cà phê. Đôi dép.